Đứng lại mau, mơ đi, có đứng lại không? Lêu lêu. Của em, của anh. Tôi bim bim cho anh đi. Của em, tất cả là của em. Thả ra cái đồ đáng ghét này. Đau, thả ra. Để em ra mở cửa. Hí, đứng lại. Không được. Hãy xem đây. Hay da. Mẹ ơi. Định tranh giành với anh sao? Không có đâu. Cái đồ đáng ghét. Nếu anh có sai với ai đi nữa, anh có làm sai cái gì đi nữa, anh cũng xin chấp nhận trả giá. Ôi mẹ ơi. Thôi xong rồi. Bà ngoại. Chào các cháu yêu của bà. Bà lên gặp các cháu rồi đây. Mời bà vô nhà hả? Bà ơi, bà có mệt không? Ôi, tay bà đẹp thế nhỉ. Bà ơi, vừa nãy anh ấy cứ bim bim của con đó, làm con ngã nữa, đau lắm á. Ôi, thương quá. Không phải. Ôi bà ơi, tại ngày nào nó cũng gây sự với con á, bà nhất định phải về phe của con nha. Rồi được rồi, bà thương. Bà là của em, tất cả là của em. Của anh. Bà ngoại là của em, tất cả đều là của em. Không, bỏ ra. Của em, của anh. Ôi, hai đứa ơi, đưa đây, trả đây. Thích thì chiều nhé. Của em. Của anh. Ôi dồi ôi, đấm thế này thì còn gì là xinh đẹp nữa. Không được. Thôi chết rồi, bà định làm gì tụi mình kìa. Các cháu mang hết đồ ăn giặt ở đây, bà chia đều cho. Yes, bà muôn năm. Để anh, để em. Đây, bà ơi. Bà chia đi bà. Bà nhớ phải chia đều nha. Bà đừng thiên vị Trang nha. Bà nhớ. Rồi rồi, các cháu cứ yên tâm. Ủa, bà làm gì thế? Nào, cho hết vào đây. Từ nay hai đứa không được phép ăn kẹo nữa, nghe chưa? Bà ơi. Nghe răng bà xem nào. Đây à. Ôi trời ơi. Kẹo ôi, sợ quá đi. Răng toàn sâu. Thấy chưa, tác hại của ăn kẹo đấy. Bà tuyên bố nhé. Bà tịch thu. Tránh ra nào. Bà ơi, kẹo của cháu được tại anh đấy, tại em thì có. Ngày xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị. Em sang bước bên kia đi. Anh đi mà sang. Đừng có hất, anh hất em trước ấy. Đúng là đáng ghét mà. Thôi, hai đứa này không chịu nhường nhau được nhau giây phút nào sao? Chỗ kia bẩn kìa, chia nhau ra mà quét đi. Nhưng à, tránh ra. La 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 la. Úi, gì kia? Hôm nay là quét nhà cơ đấy. Đây rồi. Trân châu à, ngon đấy. Nhưng mà ai bắn nhỉ? Nhìn kìa, ai mang cá đến cho mèo quán? Nè, hãy xem khả năng của ta đây. Đi chơi không? Hay đấy. Em biết rồi nha. Ra đây nhanh lên. Đứng lại. Hai cháu yêu của bà định trốn đi đâu vậy? Phải ở nhà trong nhà chứ. Được nghỉ hè thì phải biết giúp đỡ bố mẹ. Đừng đi chơi nữa, phải chăm chỉ lên. Dạ, bọn con biết rồi. Biết rồi thì vào nhà đi. Nào, có thích vào đây làm việc cùng không nào? Không. Nhiều giờ trôi qua. Hai đứa ngoan đấy. Cứ thế này có phải yêu không? Ngủ ngon nhé. Bà đi xem phim một tí. Xem bà đi chưa, đi chưa? Hệ hệ tới luôn. Như thế này là ổn rồi nhỉ? Good job anh ơi. Tuyệt vời, ông mặt trời. Thế này thì có trời mới biết. Hey. Ôi, cho em chơi với. Đã bảo là ở nhà ngủ rồi mà còn thích bám theo. Này, bắt lấy. Cái anh này nữa. Cho đáng đời cái đồ xấu xa. Em không thèm ở đây chơi nữa. Không cần hai người nữa.
kẹo kìa. Số mình hên thật đấy. Hứ, nhưng không cho cái đồ xấu xa kia đâu. Một mình em ăn thôi. Ơ, sao đầu mình đau thế này? Hả? Hả? Tỉnh dậy rồi à bé con? Đây là đâu? Mau thả tôi ra. Im mồm. Ở đâu còn lâu mới nói nhé. Cái đồ chết tiệt. Ông bắt tôi làm gì thế hả? Ông có biết siêu nhân điện quang là ai không? Mày nghĩ tao cần phải biết sao? Thả tôi ra. Không là siêu nhân điện quang, không để yên cho ông đâu. Là sao chứ? Chính là ta đi. Gì thế này? Giới thiệu với mọi người, đây chính là siêu nhân điện quang nổi danh khắp thành phố. Sao? Nghe sợ chưa? Hơ, anh trai của em. Mau thả em gái ta ra, nếu không thì... Câu đấy là của tớ mà. Mau thả em gái ta ra, nếu không thì... Bên này. Nếu không thì sao nhỉ? Thì bọn ta đi về. Ơ, anh ơi, anh bỏ em một mình hả? Cứu em. Quá ra cũng là một lũ hèn nhát. Đùa thế đủ rồi. Cái tên mặt dài như cái bơm kia, hãy tiếp chiêu đây. Vậy là mày chọn cái chết rồi. Sức mạnh tập hợp, phép thuật Queen. Hay da. Điện quang thần trưởng. Võ thì nhào vô. Sống lên. Hay da. Hey, tiếp luôn nào. Yeah. Hey. Chà. Chết nè. Yeah. Buồn quá. Yeah. Chết chưa? Rồi. Thắng rồi. Cái gì cơ? Thắng cái mặt ngươi. Tranh con dắt mũi chưa sạch mà dám đấu dớ. Dám động vào các cháu của ta sao? À, bà ngoại là số 1. Bà ngoại mãi đỉnh. Yêu bà nhất quả đất luôn. Nào mấy đứa về nhà mở tiệc nào. Đi về thôi. Annabella và hai người nữa bị bắt tham gia một trò chơi thần bí. Ở đây họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Liệu Annabella có vượt qua được không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Đến nơi rồi sao? Ôi trời. Người đây rồi. Anh là ai vậy? Thả ra, anh đưa tôi đi đâu? Nhanh cái chân lên, đừng có mà lằng nhằng. Trời ơi, các người định làm cái gì thế? Xin chào các tân binh. Các người có đồng ý tham gia trò chơi Squid Game không? Hả? Squid Game á? Có, tôi đồng ý. Đây là phần thưởng. Wow. Tiền, trong này toàn là tiền. Trò chơi này rất nguy hiểm, các người vẫn muốn tham gia chứ? Có chứ. Tất nhiên rồi. Được rồi, bây giờ ta sẽ tịch thu lại phần thưởng. Phát đồng hồ cho họ. Vâng. Hả? Cái gì đây? Đồng hồ á? Đây là một loại đồng hồ định vị. Nó sẽ báo cáo vị trí của các người cho ta biết. Vậy nên, đừng hòng bỏ trốn. Các người đã sẵn sàng chưa? Trò chơi chính thức bắt đầu. Hả? Đây là đâu? Hai người kia đâu mất rồi? Tôi chết rồi. Chúng phát hiện ra mình rồi. Phải làm sao bây giờ? Chạy thôi chứ còn làm sao nữa. Nguy hiểm quá. Phải đi tìm hai người kia thôi. Nó bám dài quá. Cứ như thế này mình sẽ kiệt sức mất. Trốn tẩy, không thì chúng tìm ra chúng ta đâu. Nhẹ nhàng thôi, đừng có gây ra tiếng động nào. Phía trước không có ai cả, nhanh lên. Hình như có tiếng gì đó. Ôi trời ơi, chạy mau. Trời ơi, chúng ta bị phát hiện rồi. Sao nhìn nó to thế không biết. Thôi xong, phải làm gì bây giờ? Trời, tránh ra. Đừng đến đây. Đừng. Nó lại tìm chúng ta kìa anh khỉ. Đừng hoảng sợ. Xem ta đây. Đừng tưởng ta sợ ngươi nhé. Tránh ra con bút đẹp lớn ghét. Ha, phải thế chứ. Vừa nãy ngươi định làm gì bọn ta thế nhỉ? Người anh em ra đây đi. Không phải sợ đâu. Anh khỉ giỏi quá. Anh thật dũng cảm. Chuyện nhỏ.
Ôi, anh khỉ ơi, anh có sao không? Nhưng mà nhìn nó đáng sợ quá. Mình phải chạy thôi. Nè, cứu tôi với. Cứu lên nào. Chạy mau, chạy nhanh lên, nó ở phía sau kìa. Cố lên, chúng ta sắp thắng rồi, đừng bỏ cuộc. Ninh Trang ở ngay phía trước rồi, nhanh lên nào. Về đích rồi. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Tiền đâu, phần thưởng của chúng ta đâu rồi? Đấy rồi. Ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta lấy tiền của phát nổ sao? Mọi người lên xe đi, nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Chúng đang cố gắng trốn thoát sao? Bắt chúng lại cho ta. Vâng. Còn tiếp. Hôm nay anh em mình phải cố gắng kiếm thật nhiều ve chai mới được. Ở đây có vỏ lon này. Anh Parker, chiếc mũ này đẹp quá. Anh có thấy đẹp không? Xinh không? Trông như mũ phù thủy ấy. Từ giờ em sẽ là một cô bé phù thủy. Không như em nghĩ đâu. Phù thủy là người xấu xa và gian ác, luôn tìm cách để hại người đó. Anh không sao chứ? Phù thủy là người xấu đó. Nhưng mà em khác, em sẽ là một phù thủy tốt. Nghe anh đi, đừng mang chiếc mũ đó về. Annabella, đợi anh với. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa. Em thích giận đấy. Động đất à? À, ui, chân tôi. Bạo bối, bạo bối. Ôi, thôi toàn rồi ông giáo ơi. Năm xuôi tháng hạn, không biết còn điều gì nữa không. À, anh Parker, đó là ông phù thủy đó. Phù thủy là người xấu. Anh nghĩ ai cũng xấu như anh à? Em phải đi giúp ông ấy. Đừng. Không, ông ấy sẽ hại em đấy. Bỏ em ra. Ui, ui, ui. Ây da. Ông có sao không ạ? Ông cảm ơn cháu. Mà hình như ông là phù thủy đúng không ạ? Đúng rồi, ta chính là phù thủy. Wow, tuyệt vời. Đừng không làm hại em tôi. Ta chưa từng làm hại ai cả. Chính cháu đang làm bị thương con bé đây. Anh Parker. Ui, anh không cố ý. À, anh có thấy là ông đang bị thương không hả? Nhưng mà ông ơi, hay là ông theo con về nhà để con chăm sóc vết thương giúp ông nha. Được. Ui, không, không được. Con chiều ông về nhé. Đợi anh với. Sắp đến rồi, ông đừng chê nhà tụi con nha. Sao ông nặng thế? Ông nghỉ ngơi đi ạ. Ông chờ cháu một tí nhé. Ông biết rồi. Cháu băng bó cho ông xong rồi đấy ạ. Cảm ơn cháu rất nhiều. Ông có món quà muốn tặng cháu. Wow, táo ngon quá. Không được. Táo của em mà, trả đây. Ông cho gì vào quả táo đúng không? Không. Ông ăn thử trước mặt tụi con xem. Được thôi. Có thôi ngay không? Anh đa nghi quá đấy. Anh muốn tốt cho em thôi mà. Ngon quá đi. Táo ngọt lắm không ạ? À, ông chờ con một chút nhé. Dừng lại. Nhà mình còn có một chút anh em mình ăn thôi đó. Nhưng mà ông đang đói mà. Nhưng mà chỉ còn một chiếc duy nhất, chúng ta sẽ đói mất. Em định... Annabella, Annabella. Ông cảm ơn cháu. Trời ơi, cháu thật tốt bụng. Không được. Anh Parker, anh em mình đi lượm ve chai đi. Hôm nay mình cố gắng lượm thật nhiều mới được. Đúng là những đứa trẻ ngoan, nhưng đáng thương quá. Chiều hôm đó,
Ôi, vừa đói vừa mệt. Mùi gì thế? Thơm quá đi mất. Wow, là gà rán. Gà rán thơm ngon ở đâu thế này? Lúc về các cháu sẽ có một bất ngờ. Lại là ông ta. Yêu, anh không ăn thì em ăn. Lại sao nữa? Khoan đã. Ngon thật đấy. Hả? Ăn được à? Anh ngửi xem có thơm không này. Thôi, liều một phen vậy. Công nhận ngon thật đấy. Ông ơi, chúng cháu cảm ơn ông mà. Cháu cảm ơn ông. Nhưng mà bây giờ cháu giúp ông về như nào ạ? Cây chổi bị gãy, phải đi tìm một cây gỗ khác thay thế. Nhưng ông... À, để cháu giúp ông. Anh ơi, đi ra đây với em đi, nhanh lên. Thôi muộn rồi, anh không đi đâu nữa đâu. Đi nhanh lên nào. Hai đứa đừng đi, nguy hiểm lắm. Không. Vậy là hai anh em Parker và Annabella quyết định đi tìm cây gậy thay thế cho ông lão phù thủy. Ôi dạ. Anh có tìm thấy không? Anh không tìm thấy. À, anh Parker, nó kìa, nó kìa. Ngỡ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nhưng mà làm sao để chặt nó được bây giờ? Đừng lo, đã có cưa khổng lồ. Xem anh đi. Cố lên, cố lên. Ồ thế. Cố lên, cố lên. Ai dám phá giấc ngủ của ta thế hả? Tức chết mất. Chúng ta về thôi. Hóa ra là bọn mi. À! Các người tới số rồi. Yêu, yêu quay. Các người dám cười nhạo ta. Cứu, cứu tôi với. Bọn trẻ đâu rồi nhỉ? À! Hả? Ui da. Ông phù thủy. Cái gì cơ? Chính là ta đây. Ta không sợ đâu. Ôi trời ơi, ta già rồi, đừng đuổi theo ta nữa. Chumiga. À, có gì đó sai sai. Đứng lại, đừng lại đây. Chúng ta tiêu diệt được nó rồi. Good job. Ông ơi, chúng con đã tìm được gậy cho ông rồi này. Tuyệt quá, ông cảm ơn các con nhiều nha. Wow. Ông đi đây, chúc các con thật nhiều may mắn. Wow. Chúng ta có quần áo mới rồi anh này. Chúng con cảm ơn ông. Ông ơi, ông đi nhé. Tạm biệt. Chúng cháu chào ông ạ. Thì ra phù thủy cũng không xấu như lời đồn em nhỉ. Thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Anh em mình về thôi. Yahoo. Hả? Chuyện gì thế này? Nhìn phản ứng của nó kìa. Kệ đi, mình vẽ tiếp đã. Người nhện vẫn là nhân vật mình yêu thích nhất. Ném đi, ném đi. Trả lại cho tớ. Các cậu xem nó vẽ những gì này. Cậu mau trả lại cho tớ. Trả thì trả. Cậu nhìn nó kìa các cậu. Chúng mình đi thôi. Tranh của mình, mày vẫn chưa sao? Mình không có một người bạn nào cả. Nước mắt Annabella rơi xuống tranh vẽ khiến bức tranh lóe sáng. Đột nhiên, nhện đỏ và nhện đen liền xuất hiện trước mặt Annabella. Đừng buồn, từ giờ bọn tớ sẽ làm bạn với cậu. Hả? Hả? Đây chẳng phải là nhện đỏ và nhện đen sao? Mình có nằm mơ không vậy?
cậu đừng buồn nữa nhé. Các cậu sẽ làm bạn với tớ thật sao? Đúng thế. Yeah. Đi, tớ đưa hai cậu đi chơi. Khoan đã, hãy để bọn tớ. Annabella và những người bạn của mình rời đi mà quên mất quyển vở vẽ vẫn còn phía sau. Lúc này, từ quyển vở vẽ xuất hiện một chùm ánh sáng đen. Tên người xấu Joker cũng đã xuất hiện. Cuối cùng ta cũng có thể ra ngoài. Trong khi tên Joker đã xuất hiện, thì ở bên này, Annabella cùng nhện đỏ và nhện đen đi chơi khắp các nơi vô cùng vui vẻ. Các cậu, mau lại đây nào. Annabella kìa mấy đứa. Cậu có sao không? Bọn tớ không may đá trúng cậu. Xin lỗi nhé. Cho tớ xin lại quả bóng với. Muốn lấy lại sao? Thôi, cậu trả cho họ đi. Kìa, Annabella, mau đưa bóng đây. Bọn chúng là ai vậy? Bạn của Annabella cũng kỳ lạ, chẳng khác gì nhỏ cả. Ơ kìa, cẩn thận. Là bạn của Annabella, cho tớ xin lại quả bóng. Đi nào. Bọn chúng chạy mất rồi, đuổi theo mau. Đứng lại, mau trả bóng lại đây. Chia nhau ra nhé. Mau đứng dậy đi. Mệt quá đi mất. Chia nhau ra tìm. Bọn chúng ở đâu được nhỉ? Hả? Người đây rồi. Chuyện gì vậy? Ta không nhìn thấy gì hết. Nào làm hả? Chính là ta. Vậy là đã xong một tên. Ê, có tìm thấy gì không? Ê, bóng đây rồi. Cười lên. Nghĩa là sao vậy nhỉ? Sao tớ thấy giống mặt vậy chứ? Chuyện gì thế này? Đã đến lúc dạy cho chúng một bài học rồi. Đừng, bọn ta sai rồi, bọn ta xin lỗi. Bọn ta biết lỗi thật rồi mà, tha cho bọn ta đi. Có chuyện gì vậy? Bọn ta đã dạy cho chúng bài học giúp cậu rồi đấy. Sao các cậu lại làm như vậy? Như này là không đúng đâu. Các cậu làm như thế là sai rồi đấy. Chúng ta làm sai thật rồi sao? Chạy mau đi chúng bay. Nhện đen, nhện đỏ, các cậu ở đâu? Có phải mình đã nói quá đáng quá không? Hả? Ngươi là ai? Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, cô chủ. Phải cảm ơn nước mắt của cô đã giải thoát cho ta. Joker liền kể lại cách hắn đến với thế giới này như thế nào cho Annabella nghe. Ngươi định làm gì ta? Ta muốn gì sao? Ta muốn cô phải vào trong cuốn sổ này. Còn ta sẽ ở ngoài mãi mãi. Trời ơi. Mau bắt lấy hắn. Nào, mau lại đây. Dừng lại. Thả ta ra. Nhìn đỡ, nhìn đi. Cậu mau xé cuốn sổ đi. Mọi vật sẽ tan biến, tên người xấu cũng vậy. Mau làm đi. Nhanh lên. Không. Chỉ cần cậu không từ bỏ đam mê thì chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Nhanh lên, chúng tớ không chịu được nữa rồi. Làm đi.
tạm biệt cậu. Chúng ta sẽ còn gặp lại, bạn của tôi. Một thời gian sau, Annabella vẫn rất kiên trì theo đuổi đam mê vẽ tranh của mình. Giờ đây, Annabella cũng có thêm hai người bạn mãi trong tim của mình. Chào tạm biệt. Parker, Annabella ơi. Ui da. Parker, Annabella đi đá bóng không? Em xin mẹ đi. Anh xin đi. Mẹ ơi, lại định xin mẹ đi đá banh chứ gì? Dạ, bọn con. Được rồi, nhưng các con nhớ không được đi theo người lạ hoặc nhận đồ ăn từ người lạ, biết chưa? Chúng con nhớ rồi ạ. Parker và Annabella cùng người nhện cùng nhau đi chơi mà không biết rằng đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ lạ. Đá cho em với. Chỉ cần ba đứa này thôi là mình sẽ có một đống vàng rồi. Khoan đã. Thôi chết rồi. Bóng của các cháu đây. Các cháu cho ta chơi cùng với nha. Mau chạy thôi. Ôi kìa, ta là người tốt mà. Không được, bộ quần áo này sẽ làm chúng cảnh giác với mình. Phải đổi thôi. Ta sẽ đóng giả thành một ông già bán táo. Điểm mấu chốt sẽ nằm ở những quả táo này. Ông ơi, ông có sao không? Ông có bị thương không ạ? À? Ta không sao. Các cháu tốt quá. Ta muốn tặng các cháu mấy quả táo để cảm ơn. Hả? Táo này vẫn còn ăn được à? Tự nhiên ta nhớ ra, ta có việc bận, ta đi trước. Ông ấy thật kỳ lạ. Thôi, chơi tiếp đi. Lần này còn lâu mới trượt nha. Ta đã chuẩn bị đến mức này rồi mà. Hả? Mệt lắm rồi. Vậy cũng được. La 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 la. Wow. Đúng rồi, lại đây nào. Kẹo mút siêu ngon đây. Quên. À. Hả? Anh Parker, kẹo siêu to khổng lồ kìa. Em quên lời mẹ dặn rồi à? À thì em nhớ rồi ạ. À. Đi mau. Từ từ đã anh. Đi đâu vậy? Kẹo ngon lắm này. Sao trẻ con dạo này thông minh thế chứ lại? À, mình nghĩ ra rồi. Thế này thì làm sao mà chúng đoán ra được chứ? Mua bóng đi nào. Ô, nhìn kìa. Bóng đẹp, bóng xinh đây. Mua bóng đi nào. Bóng bay kìa. À, bán cho cháu một quả à? Anh mua cho em nhé. Vậy lấy cháu hai quả à? Yeah, thích quá đi. Mình đi chơi thôi. À. Sao tự nhiên buồn ngủ thế này? Cuối cùng các ngươi cũng nằm trong tay ta. Chói mắt quá. Hả? Đây là đâu? Em sợ quá anh ơi. Chúng mình bị bắt cóc rồi. Là tên bán bóng. Giờ làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Hả? À, anh định làm gì vậy? À, được rồi. Bé mồm thôi.
mau cởi trói ra đi. Buồn ngủ quá đi. Lên nào, đánh hắn đi, cho hắn một bài học. Hắn khỏe quá. Tất cả đứng yên. Các con của mẹ. Mẹ. Lần sau hãy cẩn thận đó. Chúng con xin lỗi ạ. Các con liều lĩnh quá. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Lần sau không được như thế nữa đâu nhé. Dạ vâng ạ. Thôi mọi chuyện qua rồi, chúng ta về ăn gà rán thôi. Con ở trong phòng chăm em, mẹ ra ngoài sẽ về ngay. Vâng ạ. Ui da, rắn nóng quá. Phải làm gì đó thôi. Hãy nhìn đây. Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi. Parker, con đang làm cái gì vậy hả? Em ốm, con định ráng trứng để bồi bổ cho em ấy mà mẹ. À thế à, này thì ráng trứng. À mẹ ơi, đau quá, ra ngoài. Em ốm như vậy, mẹ định chữa cho em kiểu gì nhỉ? Umbala, hãy ngủ ngoan con nhé. Dễ chịu quá. Mẹ có bảo bối thần kỳ quá. Yeah. Annabella, cho anh một cái nhé. Nếu em chia cho anh một cái, anh sẽ cho em biết một bí mật tuyệt vời về mẹ. Không, anh phải nói trước đã. Mẹ là một cô tiên biết phép thuật. Vậy sao? Đúng thế. Anh định lừa em chứ gì? Không có chuyện đấy đâu nhé. Em nhớ bài thuật vừa ra, rồi để xem em có tin anh không nhé. Chuyện gì thế này? Hai đứa này lại bay xong rồi chạy đi đâu rồi không biết. Đã đến lúc dùng nó rồi. May mà bọn nhỏ không có nhà. Umbala, gọn gàng nào. Tốt rồi. Em đã nhìn thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Hãy xem phép thuật của ta đây. Chiu, chiu, chiu. Các con, hai đứa ở nhà ngoan nhé. Không được bày bừa đâu đấy. Nhớ đấy nhé. Mẹ đi rồi, nhanh lên nào. Nó đây rồi. Đây chính là đũa thần mà mẹ vẫn hay dùng. Wow. Từ giờ hãy gọi ta là Parker quyền năng. Ta là Annabella phù thủy tối thượng. Đưa đây. Đưa em. Thôi xong rồi. Tại anh đi. Tại em. Sửa được rồi anh này. Phải làm sao đây anh? Để anh nghĩ đã. Hả? Hình như mẹ về. Mẹ về thôi kìa, mau. Mẹ ngày càng tiến gần hơn với ngôi nhà. Parker và Annabella đúng lúc cũng đã nghĩ ra được một cách. Nhớ sơn cẩn thận đây. Còn chỗ này nữa anh ạ. Mau cất vào chỗ cũ đi nào.
mau xem mẹ có phát hiện ra không. Sao lại có bình sơn ở đây vậy? Phải làm gì với nó bây giờ? Ui giời ơi. Hay là về xin lỗi mẹ đi anh. Xin lỗi mẹ á? Yeah! Không. Này hai đứa, ai gọi vậy nhỉ? Quái lạ, làm gì có ai đâu. Ta ở đây. Ta chính là linh hồn của đũa phép. Linh hồn của đũa phép sao? Xin lỗi vì đã làm gãy ngài. Ngài có thể bày cho bọn cháu cách để sửa lại chiếc đũa không? Đầu tiên cô cậu phải có được một sợi tóc của mẹ. Một sợi tóc của mẹ sao? Nhớ tìm kỹ vào nhé. Không thấy anh ạ. 15 phút sau. Ui, chồng cá mình. Tiếp theo, một trong hai cháu phải hy sinh một vật yêu thích và đọc thần chú. Anh không mang gì cả. Em... đây ạ. Bây giờ hai cháu chỉ cần đồng thanh cầm hai nửa đũa phép đọc Vân ơi mở ra nữa thôi. Vân ơi mở ra. Cuối cùng ta cũng đã thoát ra được rồi. Ta sẽ phá hủy thế giới lần nữa. Mau chạy thôi. Hắn là một linh hồn xấu xa. Đừng hòng chạy đi đâu cả. Một đứa đã đọc thần chú nên ta đã khôi phục một phần sức mạnh. Mau hoàn thành câu thần chú, không ta sẽ xứ em gái người. Đọc mau lên. Là ngươi. Các con không cần sợ, có mẹ ở đây. Đũa phép đã gãy, ngươi làm gì được ta? Đừng hòng chạy. Các con có sao không? Bọn con xin lỗi mẹ ạ. Thôi, hai đứa không sao là tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi. Thời hạn phong ấn vạn năm sắp hết. Chúa tể bóng tối chuẩn bị hồi sinh. Một lần nữa, trái đất sắp gặp nguy hiểm. Lần này, người cứu tinh cho trái đất sẽ là... đâu mẹ? Mẹ cho con ra ngoài cho một tí thôi ạ. Không được, ở ngoài rất nguy hiểm. Về nhà ngay. Cuối cùng, điều lo sợ nhất cũng đã đến. 2023. Không ngờ thứ dây leo ấy đã phong ấn ta 10.000 năm. Nhưng cuối cùng cũng không thể cản được sức mạnh tối thượng của ta. Một lần nữa, trái đất sẽ nằm gọn trong bàn tay ta. Yeah. Ai cho các ngươi cười? Cho phi thuyền xuống trái đất. Mau. Dạ vâng. Mong rằng khi ta trở lại trái đất, lão rùa già kia vẫn còn sống. Không hay rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Khổ thân lão, bằng này tuổi rồi còn phải đi ăn xin. Ta là Quy Lão, không phải ăn mày. Ai thèm mấy đồng này của ngươi hả? Ta là Quy Lão Kame. Đã đến lúc phải tìm người giải cứu nhân loại rồi. Ui da, sao lại ngứa thế này? Ngứa chết ta rồi. Con muốn ra ngoài chơi cơ. Thôi được rồi. Con nhớ lúc nào cũng phải mang theo chuỗi ngọc này trên người, biết chưa? Con nhớ rồi ạ. Con đi đây. La la la. Đi đâu thế chú em? Các người là ai? Tên Saiyan cuối cùng đây rồi. Saiyan nào cơ? Không phải tôi. Ai cản đường chủ nhân đều phải biến mất. Không. Các ngươi mau dừng tay. Lão ăn mày, đừng dạy mà can thiệp vào. Thì ít ra ông còn được sống vài năm nữa. Các ngươi dám bảo ta là lão ăn mày à? Cầm lấy. Hãy xem sức mạnh của ta đây.
lên hết đi. Quỷ lão Kame. Wow, tuyệt quá. Sao ông vẫn đứng im thế? Cái lưng già của ta, mau đỡ ta vào kia. Vậy cháu là người Saiyan cuối cùng á? Đúng thế. Cháu có thể ngăn cản chúng ư? Đúng vậy. Chủ nhân của chúng rất mạnh hả? Đúng vậy, hắn còn mạnh hơn cả ta. Vậy thì chạy thôi. Kìa. Dừng. Buông ta ra đã. Khi trái đất không còn nữa thì gia đình, bạn bè cháu cũng không còn. Cháu không muốn bảo vệ họ sao? Nhưng hắn mạnh thế, sao cháu đánh bại được? Cháu là người Saiyan, chỉ cần cháu làm chủ được sức mạnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta sẽ dạy cháu. Đứng vững vào, thẳng lưng lên nào. Tiếp tục. Tốt lắm. Ui giời. Nhanh lên nào. Quay lại. Tiếp tục chạy nào. Mệt quá. Sao cháu chả thấy có tác dụng gì cả? Hãy nhìn ta đây. Wow. Ui da, cây lưng tôi. Cây này là kinh công nhé. Phiêu. Thằng bé nhanh quá. Ông thấy cháu thế nào? Đỉnh của Job luôn. Bằng sự quyết tâm, ý chí kiên định của mình, hàng ngày Parker cố gắng chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ cùng với Quy Lão. Hi-ya! Sao cháu không tấn công? Cháu mệt quá. Trước khi dừng buổi tập, ta sẽ dạy cho cháu một tuyệt chiêu. Người định làm gì với cái này? Hi-ya! Sức mạnh này. Con thấy thế nào? U là trời. Người biến ra tiếp đi ạ. Một lúc sau. No quá. Con sẵn sàng rồi. Không được rồi. Không sao. Chỉ cần cháu cố gắng, chúng ta sẽ có hy vọng. Quyết tâm. Parker. Chúa tể bóng tối. Chào ông bạn già. Lâu rồi không gặp. Ngần ấy thời gian đối với ta chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Ngươi ngủ cũng lâu đấy. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Nhận lấy này. Quy lão. Giờ đến lượt ngươi. Tên Saiyan cuối cùng. Không. Quy lão. Quy lão, người mau tỉnh lại đi. Còn hãy tin tưởng vào chính mình, tìm về nguồn cội của mình. Không. Tạm biệt nhé. Cuối cùng không còn kẻ nào cản đường ta nữa rồi. Bỗng chuỗi vòng của Parker biến thành 7 chùm sáng. Người vui mừng hơi sớm đấy. Xung quanh người Parker phát sáng, tỏa ra một nguồn sức mạnh rất lớn. Người vẫn chưa chết. Tên chúa tể rất tức giận. Sau đó, cả hai lao vào chiến đấu với nhau khiến trời đất rung chuyển dữ dội. Sức mạnh của người Saiyan chỉ có thế thôi sao? Đúng rồi.
Parker chợt nhớ lại trước kia quy lão đã dạy cho mình một tuyệt chiêu. Ngươi tưởng chiếc nồi đồng nát ấy có thể giữ nổi ta sao? Vậy thì hãy xem đây. Không, không thể nào. Tuyệt chiêu cắm nồi cơm. Yeah! Cuối cùng mình cũng đã làm được rồi. Vậy là tên chúa tể bóng tối đã bị nấu thành cơm. Ăn thôi. Hả? Phải để phần cho ta chứ. Đứng lại, cho ta một bát thôi mà. Cái ác có thể mạnh nhưng không thể tồn tại vĩnh viễn. Cái thiện có thể yếu nhưng sẽ vẫn luôn tồn tại để đấu tranh chống lại cái ác. Với tấm lòng thiện lương cùng sự dũng cảm mạnh mẽ của mình thì chắc chắn cuối cùng kẻ gian ác sẽ bị trừng trị. Parker có bố là siêu anh hùng hay giúp đỡ và bảo vệ mọi người. Nhưng trái ngược với bố của mình, Parker lại là một đứa trẻ yếu đuối và nhát gan. Annabella, có nhện, có nhện. Nhìn cậu ta kìa. Các cậu thôi đi. Cậu làm sao? Cái thằng bố là siêu anh hùng mà nhát như thỏ đế. Chúng mình đi. Các cậu dám chế nhạo bạn tôi à? Annabella. Ôi trời. Cậu thôi kệ chúng nó, mình đi thôi, không muộn học. Hả? Đến trường. Tại trường học. Annabella, sao tối thế hả? Cái đồ thỏ đế này, cậu đi bật điện đi. Tối quá, công tắc đèn ở đâu nhỉ? À, tôi tìm thấy rồi. Coma. Đồ nhát gan. Vui thật đấy. Cậu có thấy lớp tự nhiên nóng lên không? Nóng thế. Lại là hai người các cậu bắt nạt Parker. Lại đây. Các cậu tới công chuyện với tôi rồi. Bọn tôi xin lỗi mà. Nếu còn có lần sau thì các cậu biết tay tôi đấy. Ổn rồi. Bố cậu là siêu nhân mà cậu chả thừa hưởng gì từ bố nhỉ? Đến cậu cũng nói thế. À kìa, Parker. Tức quá đi. Mình phải làm gì đây? Còn sao thế? Ở lớp có hai bạn toàn bắt nạt con thôi. Hay bố giúp con dọa các bạn ấy đi. Không được. Chúng ta không thể dùng sức mạnh để bắt nạt người yếu thế hơn mình. Bố lừa con. Bố là siêu nhân đi giúp đỡ mọi người, vậy mà bố lại từ chối giúp đỡ con trai mình. Giống hệt mình ngày xưa. Mình ngửi thấy mùi ai oán đâu đây. Cậu bé, cháu muốn có sức mạnh không? Ông là ai? Không quan trọng. Đây là chiếc vòng giúp thức tỉnh sức mạnh trong người cậu. Cháu muốn có nó. Sau khi đeo chiếc vòng, Parker cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn chạy khắp cơ thể mình. Hãy tận hưởng sức mạnh mới của mình đi. Không phải đứa thỏ đế kia sao? Hôm nay nó ăn gan hùm mà. Hôm nay chúng ta tính cả gốc lẫn lãi chứ nhờ. Đừng mà. Chúng tớ thề không bao giờ bắt nạt bạn bè nữa.
bọn tớ, không bao giờ bắt nạt bạn bè nữa. Các cậu nhớ giữ lời đó. Nào. Người đàn ông kỳ lạ bước ra, hắn xoay người một cái, biến thành một quỷ bóng tối và nói: đừng có nhẹ tay với chúng, hãy tiêu diệt chúng đi. Cơ thể mình sao thế này? Lại chuyện gì nữa vậy? Parker la hét trong đau đớn. Cùng lúc đó, các dây thần kinh neuron trong cơ thể cậu cũng biến đổi, khiến Parker hắc hóa. Parker, cậu phải kiên định. Cuối cùng người cũng đến. Hãy chứng kiến con trai người hắc hóa và bê bè bóng tối đi. Cháu phải tìm cách lấy chiếc vòng ngăn Parker lại. Con bé kia, mau dừng lại. Đối thủ của người là ta. Dứt lời, hai người lao vào đánh nhau không phân thắng bại. Làm ơn, tha cho bọn tớ đi. Nhận lấy hậu quả mình gây ra đi. Dừng lại. Tỉnh lại đi Parker, bản chất của cậu là một người tốt mà. Cậu là người tốt, bọn tớ treo cậu, cậu cũng không đánh trả. Parker, cậu phải bình tĩnh lại. Cậu mà không tỉnh lại, chúng ta sẽ không là bạn nữa. Parker mơ hồ nhớ lại những ký ức về Annabella mỗi khi cô bảo vệ mình chợt hiện lên. Parker giật văng cái dây chuyền bóp vỡ vụn. Lúc này, sức mạnh thiện lương trong con người cậu hoàn toàn thức tỉnh. Parker! Cậu thành siêu anh hùng rồi! Siêu anh hùng? Chúng ta thoát nạn rồi! Từ giờ, thế giới sẽ không còn siêu anh hùng nữa! Con trai của ta! Không thể nào! Bố, nhanh lên! Hãy nhận cú đấm yêu thương của ta đi! Chúng ta xin lỗi nhé. Không sao, chúng mình là bạn mà. Con làm tốt lắm. Giờ đi ăn kem nhé, bố Khao. Con đường đi đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng, mà luôn tiềm ẩn muôn vàn khó khăn thử thách. Trong đó, những cám dỗ và nỗi sợ hãi từ bản thân chính là thử thách lớn nhất. Vì vậy, chiến thắng bản thân chính là chiến thắng hiển hách nhất. Tại trường học. Hello mọi người. Ê, đồ xấu tính, cho tớ mượn vở bài tập nha. Ai xấu tính hả? Đây, nhớ trả đấy. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Này, tớ trả cậu. Cậu làm gì vỡ tới đây hả? Cái tên Parker này, cậu sẽ phải trả giá. Tức quá đi. À, mình đã có cách rồi. Để xem, cậu còn dám trêu tớ nữa không? May quá, không bị phát hiện. Trong lúc Annabella ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài sợ bị Parker phát hiện, thì một con nhện độc đã bò vào cặp của Parker. Được rồi, học bài tiếp thôi. Một giờ sau. Yeah, hết giờ rồi. Đi ăn thôi. Bye bye. Cái gì đây? Nhện giả à? Cứu tôi với. Có nhện cắn người này. Có ai không? Cứu tôi với. Parker lăn lộn dưới đất, kêu gào trong đầu đớn. Cứu. Parker, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ.
cậu cố gắng đợi tới đi gọi bác sĩ nhé. Parker hét lên trong đau đớn. Cùng lúc đó, các sợi dây thần kinh neuron trong cơ thể cậu cũng dần biến đổi. Wow! Có chuyện gì với cơ thể mình thế này? Không ngờ bị nhện cắn lại giúp mình thành siêu nhân nhện. Parker vui sướng vì có trong mình một nguồn sức mạnh mới. Thật tuyệt. Ta là siêu nhân chuyên trừ gian diệt ác đây. Mình là bất khả chiến bại. Yeah! Đi giải cứu thế giới thôi. Sao lâu thế nhỉ? À, cướp, có ai không? Giúp tôi với. Cướp. Tiếng gì thế nhỉ? Cướp, cướp, giúp tôi với. Có nguy hiểm, ta đến đây. Tên kia dừng lại. Có người đến, dừng thôi. Cô có sao không? Hắn cướp túi của tôi rồi. Để tôi. Chắc chắn không ai đuổi theo mình nữa rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình mà. Đúng là may mắn khi người gặp ta đó. Thả ta ra. Người thấy bản lĩnh của ta chưa? Đưa ta túi của cô đây. Cảm ơn anh. La 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 la. Ôi không, có người gặp nguy hiểm. Tạm biệt. À! Không, dừng lại. May mà có cháu. Cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Yeah, vui thật đây. Ủa, kia chẳng phải là Annabella sao? Nhanh lên, về căn cứ thôi. Dạ vâng. Những kẻ đó đưa cậu ấy đi đâu thế kìa? Mình phải đi theo mới được. Bọn chúng đi nhanh quá. Chúng giấu cậu ấy ở đâu rồi? Hình như là ở trên kia. Mình phải cẩn thận mới được. Cậu canh ở đây nhé. Tôi ra ngoài kia một chút. Cơ hội đây rồi. Annabella, tôi đến cứu cậu đây. Ra ngoài đi. Dạ vâng. Ngươi thật may mắn khi được làm vật thí nghiệm cho ta đấy. Tên Thanos đang chế tạo ra một loại mũi tên độc. Vì thế hắn đã bắt cóc Annabella để thử nghiệm nó. Nguy hiểm quá. Mình phải nghĩ cách khác thôi. Ở đây không có ai. Bọn chúng giấu cậu ấy ở đâu nhỉ? Có người. May quá, không bị phát hiện. Hello. Ai đó? Chóng mặt quá. Đây là đâu? Hình như là tiếng của Annabella. Cứu tôi với. Im ngay. Cứu với. Đây rồi. Annabella đang gặp nguy hiểm. Mình phải đến cứu cậu ấy. Cứu tôi với, Parker. Cậu nhỏ tiếng thôi. Cậu chạy trước đi, để tớ xử lý hắn. Cảm ơn cậu. À, lại có đứa đến đây rụt bán à. Vậy ngươi hãy thử mũi tên độc của ta đi. Ngươi đừng hòng làm việc xấu. Mũi tên độc chưa thấy, mà chỉ thấy kẻ bắt cóc bạn ta bị trói thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi mừng cười sớm đó. Hãy xem phát minh mới của ta đi. Sao lại vậy? Nhận lấy đi. Annabella. Parker. Sao ngươi cứ phá đám ta hoài thế? Tình đáng ghét kia. Yeah.
đáng nhẽ ngươi phải biến thành quái vật nhện chứ. Hay mình điều chế sai công thức gì, biết đâu ta có thể biến thành quái vật thì sao. Đây rồi, ta sẽ biến thành quái vật cơ thể của ta. Tên Thanos không thể ngờ rằng mình đã biến thành một con nhện nhỏ. Parker, cậu đừng làm tớ sợ. Tất cả là tại tớ, cậu bình tĩnh lại đi. Parker. Cậu thật là... Ngươi chạy đi đâu? Thả ta ra. Tớ đã bắt tên người xấu vào đây rồi. Yeah. Hành trình của cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình. Bạn bè không phải là người đến trước hay là người quen biết đã lâu, mà là người đã tới rồi thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Hả? Xin chào cô em. Tiêu diệt cô ta đi. Ôi không. Các ngươi mau đứng lại cho ta. Đứng lại. What? Chuyện gì thế này? Dừng. Chúng ta có hai người cơ mà. Ờ nhỉ. Trông mặt quá. Mày quá. Đẹp đi. Buông là trời. Anh xin lỗi mà. Anh thật là... Các người không còn chiêu gì nữa sao? Đáng đời. Ngươi đã chịu thua chưa tên ác nhân kia? Hắn chạy mất rồi. Chúng ta đi thôi. Các ngươi đợi đấy. Bố mẹ ơi. Bố mẹ đi đâu rồi ta? Tiếng gì thế nhỉ? Ôi trời. Annabella. Thôi xong. Ôi. À. Annabella, sao con lại ở đây? Bố mẹ cầm cái gì thế ạ? Chỉ là đồ chơi thôi con. Hả? Anh đúng là... Thôi con ra ngoài đi. Bố mẹ giấu con chuyện gì? Không có gì đâu. Mẹ. Ôi giời. Chắc chắn bố mẹ có gì giấu con đúng không? Mình đi thôi em. Đi anh. May quá, bố mẹ không nhìn thấy. Để xem bố mẹ giấu gì nào. Sao không mở được nhỉ? Alo, cậu mau tới nhà tớ ngay nhé. Ủa, sao cậu gọi tôi gấp thế? Bố mẹ tớ giấu cái gì đó trong đây mà tớ không tài nào mở được. Được, để tớ lo. Lần này nhất định sẽ được. Sao khó mở thế? Một lúc sau. Khác, nhìn đây. Cái gì thế kia? Triệu tập hai điệp viên ngầm Ba Ba và Mama đến trụ sở để điều tra về ác nhân Joker à? Bố mẹ tớ là điệp viên ngầm. Annabella, lấy cho mẹ cái vali. Vâng, con mang xuống ngay đây ạ. Annabella. Ôi không. Ôi trời. Bố mẹ chờ con tí. Mẹ cảm ơn. Con bé này lạ thế.
phải giúp bố mẹ tìm ra tung tích của tên ác nhân này. Bố mẹ sẽ tự hào về mình lắm đây. Hắn chính là Joker. Lẽ nào hắn vẫn là học sinh? Tên kia, đứng lại! Hắn đâu rồi? Tức thật! Annabella lục tìm thứ gì đó trong cặp. Sau đó cô ấy đã biến thành Sherlock Holmes và bắt đầu tìm kiếm tên Joker. Mùi gì thế nhỉ? Người tỉnh rồi hả? À, ông đừng có động vào tôi. Bố mẹ tôi mà đến sẽ không tha cho ông đâu. Không. Im ngay. Mau gọi bố mẹ ngươi. Mang chiếc vali ta đang cần đến đây ngay. Nhanh lên. Đây. Ai cho ngươi tự cởi trói hả? Từ xa có tiếng điện thoại kêu. Bố mẹ Annabella cũng từ từ xuất hiện. Ngươi tìm bọn ta sao, Joker? À? Bố mẹ ơi, con ở đây cơ mà. Mau giao vali ra đi, rồi ta sẽ thả con gái các người ra. Rồi à, buộc lại cho ta. Vali của người đây, con gái. À, cái gì thế này? Các người lừa ta. Hình như sáng nay con đưa nhầm vali rồi. Các người sẽ phải trả giá. Khác, sao lại là cậu? Con đừng qua đó. Mấy lâu nay ta chỉ giả vờ làm bạn ngươi thôi, đồ ngốc. Hay mẹ con mau tìm chỗ nấp đi. Anh sẽ dạy cho hắn một bài học. Sao lại hết điện đúng lúc này chứ? Đã dặn anh bao lần phải nạp sẵn điện rồi, bây giờ thấy hậu quả chưa? Bố mẹ, con có cách rồi. Có giỏi thì ngươi bắn đi. Ngươi bắn trượt rồi. Tức quá đi. Sao không được thế này? Thôi nào, thôi. Con gái bố giỏi lắm. Mẹ xin lỗi vì đã giấu chuyện bố mẹ là điệp viên. Bố sẽ đào tạo con thành một điệp viên chuyên nghiệp. Yeah, bố mẹ hứa nhé. Đi nào, thả ta ra. Yeah. Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ. Không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha. Hãy yêu thương gia đình nhiều nhất bạn có thể, vì gia đình là điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi chúng ta.